Em làm này cái lẩu này có bí chứ phải không vậy? Dạ, dạ này lẩu cá thác lát ăn cả nhà. À, cái này gọi là lẩu cá thác lát mình ăn với bún rồi ổ qua, nấu ổ qua. Có ổ qua này mà sản xuất ra này. À, bên này có với bún cũng hấp dẫn lắm các bạn. Thôi, à, trở lại kênh YouTube Bình Quỳnh hôm nay. À, xin mời đại gia đình của mình cùng vào bàn thưởng thức chung với gia đình cái món lẩu cá thác lát các bạn. Rồi. Đúng rồi. Xong. Rồi đi em. Rồi, xin mời cả nhà. Rồi xin mời hết đại gia đình cùng nâng ly thưởng thức cái món cá thác lát. Cái này mình bỏ bún vô cái xong mình chan phải không em? Đúng rồi. Anh đưa em bỏ miếng bún rồi anh ăn liền miếng bún với lại miếng ấy đi. Thôi quá chừng luôn rồi nè. Wow, ngon quá. Ngon, nhìn hấp dẫn. Trời này mà ăn cái này thôi. Ăn mấy cái này nó được có cái là không có dầu mỡ bà xã hả? Không, không có dầu mỡ gì hết trơn. Coi mấy muốn bớt ra nhiều muốn quá nó cũng ngon. Anh nghĩ về chị Năm Trang chứ. Để em, để em. Chả cá. Tí là chả cá đây. Đó. Xong buổi tối. Rồi. Đó. Quá ngon. Cái này để nó cho Năm. Mình bên này. Rồi. Xong. Chánh Năm đi con, thằng Duy đi con. Anh Năm để mốt cho. Rồi được ra, đưa anh ngồi gần anh lấy cho. Tụi em thằng Duy đi. Rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức. Mời ba. Mời hết cả nhà luôn nha. Dạ, mời hết cả nhà luôn. Mời hết cả nhà. Để mời các bạn. Mời đại gia đình. Lâu lâu quá. Thế sao có lý không? Quá không? Dạ chị Trang chị Trang. Ngồi thêm 2-3 miếng chả mà nó mới đúng chứ. Mới đúng điệu chứ. Wow, cái ổ qua này nè. Ăn lâu lâu ăn thấy ngon nha. Đúng rồi. Thank you bà xã. Thank you bà. Không có chi. Món này là ngày hôm qua 98 yêu cầu được phải không? Dạ. Yeah. À. Cái này là ăn thanh lọc cơ thể nè. Ừ, đúng rồi. Không là bị đau. Hôm qua này vừa ăn mát mà cá thác lát nữa mà chị nấu hôm qua ăn tuyệt vời. Lát ngon. Thác lát nấu từ hôm qua. Thác lát dài 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 ngon quá. Xin mời cả nhà nha. Ngon không? Các thịt cá thác lát cũng làm ngon. Anh ăn cá rất là tốt. Cá thác lát này có ai ăn tươi không? Có ai không làm chả mà ăn không? Không, không có. Có, ok không? Để nguyên con, muối, xả ớt, trong chiên ngon cực kỳ. Hay là chỉ làm chả thôi cho mình ăn đó. Ngon quá cả nhà ơi. Lâu lâu các bạn, lâu lâu mình ăn những cái món quê hương thì nó ngon. Ngon quá. Bữa nào cả nhà mình mua chả rồi về cái làm cái lẩu chả cá thác lát nha cả nhà. Nước súp này mình chỉ có nấu nước súp gà thôi. Rồi phi hành tỏi lên mình bỏ vô. Ổ qua. Mình tơi, chả cá, nước mắm mặn. Trời ơi. Ngon quá. Dễ ăn. Dễ ăn. Rất là dễ ăn. Không có dầu, không có mỡ, không có gì. Chỉ có miếng dầu tha vô tay để cho cá ấy thôi. Khỏi dính. Không có, chứ chị không có bỏ dầu, không có gì hết. Bao là mua sơ. Đó. Ngon lắm cả nhà ơi. Nè sao vậy con? À, ẩm em xuống em. Chị Năm mình là tuyệt chiêu, gọi là tuyệt chiêu nấu ăn. Nấu ăn thì thôi không? Không có bị. Muốn nào chị ra thôi. Nên là mấy bạn sắc. Thông cảm á, mấy bạn kêu em, mấy bạn nói là thấy Tóc Tám thấy Thiếm Tám hơi chậm chạp, đúng là nấu ăn Thiếm Tám rất là chậm chạp. Thiếm Tám làm lĩnh vực khác. Nên ra mình không có bằng chị mình đâu. Nên chị mình nấu ăn rất là ngon.
chị chỉ xài vặt làm phụ gì thôi, chứ còn ngoài ra mà nấu ăn thì không có bằng. Như có một cái là mình khi mình nấu mình không có thích ai xung quanh mình á, chỉ mình thích mình làm mình biết cái gì mình làm cái nó gọn hơn. Nhiều lúc em uống cũng uống phụ đó các bạn. Uống nhưng mà mình không cho. Nhưng mà chị không cho, phải đứng im ngơ ngơ vậy thôi. Đứng im ngơ ngơ nên các bạn thông cảm nha. Đừng có nói bạn này sao mà biết ăn mà không biết làm. Không có đâu, biết làm thôi rồi nó chết. Cũng biết làm nhưng mà không có bằng nên không có dám làm sợ bị chê. Tránh bỏ ra đây nè, đó, bỏ ra nè, đó. Để chị nằm đôi tay ngon hơn, thấy không? Gắp đây nè, ngon ha, để từ từ em. Đó, 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 nè, bỏ đây. Bỏ đây nè Phượng nè. Đây đây. Có chị có hả? Ừ. Chị có. Bỏ ra đây nè, bỏ mắm nè, đó, bỏ vô đây nè. Ừ. Đó. Chấm giờ nó mới mặn mà đó. Ừ. Hôm nay trời nó chuyển trời ở người mà được khỏe lắm ha. À, chú Tám. Cũng có một vài em cháu comment vô hỏi cái mà chú Tám đem cái cô mà từ Việt Nam qua mà chỉ đường đó. Bằng cách nào? Thì dịch có thể chúng ta mình mở có đó, mở rồi đó, sắp đi đâu cũng được đó, dễ mà. Hình như mình download cái đó xuống các bạn, đúng không? Download xuống bên Việt Nam á, phải nói là đi đổi bằng lái xe quốc tế chỗ nào. Đổi bằng lái xe quốc tế thì nếu ở tỉnh thì nếu mà bạn nào ở tỉnh thì cứ đem ra ngoài chụp mấy tấm ảnh rồi cắm sức khỏe. Cầm bộ chụp mấy tấm ảnh rồi cầm bằng đi lên chỗ sở giao thông vận tải ở tỉnh. Còn nếu thành phố thì đem về thành phố rồi đổi thôi, không có gì. Nhiều nơi đổi được mà. Dạ đóng đâu có nhiêu tiền đâu. Cái đó là AI của Mỹ á nghe. Thì AI đó thì nó sở ở sở giao thông vận tải người ta có trách nhiệm, người ta làm cái đó. Thì mình có nhu cầu nó có cái mẫu đơn mình lên mình điền thôi. Okay. Đóng 2,5 triệu. Đóng 2,5 triệu $100 đó, hồi đó đóng 100 đô đó. Thôi bên này đóng 80 đô. Ở đây mình đóng 80. Đúng rồi, nhưng mà không đóng ít trong nhiều không nói, mà đã có cái cơ sở vậy được thì quá tốt rồi ha. Của Mỹ làm chứ không phải Mỹ cấp. Dạ quá tốt. Bữa nào anh cầm qua anh đưa cho mấy bạn coi anh nhỉ. Nộp cái đơn đó không dễ mà. Tiền té rồi không? Còn cũng sơ ca được vậy các bạn. Cũng như mà có đọc mà mấy cái comment của các mà, anh cháu đó. Các anh chị bạn bè nào mà ở bên Việt Nam á, mà kiểu như mình không có điều kiện đó, mình đi tới sở giao thông vận tải thì là mình nhà mình gần ở trung tâm đào tạo sát hạch lái xe nào đó, mình đem ra đó mình hỏi hả? Mình hỏi mà ta đổ luôn cho mình cũng được. Đúng rồi, dễ mà. Hồi nãy quên nói cả nhà coi cái lá mùng tơi. Mùng tơi anh em tơi sau hè không bác? Cả nhà cái lá mùng tơi bên Mỹ nè. Cái này á, là mình đã cắt làm đôi rồi đó. Mà nhầm cái á, hả nó bự hơn bàn tay mình nữa. Nó bự ghê luôn. Nhưng mà ăn vẫn thơm mùng tơi đàng hoàng. Mà chắc chắn nhất là phải tới chỗ trung tâm sát hạch lái xe hoặc là sở giao thông vận tải. Các tỉnh cho không để đổi ở ngoài, nhiều khi người ta cấp cho mình cái bằng nó không chính xác. Dạ. Dạ, cấp không chính xác là nếu mình đi ra lỡ chuyện gì là mình cực. Ngồi chơi xíu nha, xíu cho anh nha. Hai em nhớ Việt Nam chưa? Nhớ rồi. Nhớ không? Nhớ quá rồi. Nhớ quá luôn. Ngon quá. Cái cá này ngon nè. Cái chả cá này đó. Nó dai. Năm. Mình ở bên đó chị có ướp cái gì thêm không? Cá không, chị không ướp gì nữa. Để yên vậy luôn. Để yên vậy. Cá này hình như chị có vậy thôi. Đúng rồi. Dịp này cái này lâu lâu em về nhà Việt Nam á. Dạ. Làm cái vậy cho mấy đứa nhỏ dạ, nhà hay, đó hay làm có lý lắm á. Có làm không? Dạ có. Mà chị Năm biết là ở nhà em hay làm cái gì nữa không? Dạ. Vậy miếng ngon ở bên này không có. Rồi. Lẩu cua đồng. Lẩu cua đồng. Cá thác lát ngon cực kỳ. Ngon lắm. Đây dạ. Có không? Đây không có cua đồng. Hay là chuyến sau em qua cái em xay cua em đóng đậm đá em đem qua chị Năm. Được không? Được. Xay. Không biết một là làm chín là sao có bữa không. Chị mua một cái hũ nhỏ vậy thôi. Chị kêu em xay dùm cho chị đóng vô 5 kg, đóng đậm đá bỏ tủ lạnh em quên mất em không nhớ cái chuyện đó. Bà chia ra từng ký các bạn ăn mà lấy từng ký cho mà đã đông mà nấu riêu nè. Bà nấu lẩu cua đồng nè. Quên ok. Này em làm. Có lý chứ. Mà nếu mà nấu đúng ra một cua đồng á, mà nấu với lại cái đột rô má hả? Không, đột ổ qua. Đột ổ qua. Thì ăn đột ổ qua.
mà đồ có quà tuyệt vời. Mà bữa chị mua thử bên này nè, mắc lắm nha. 5 đồng cái hũ nhỏ xíu vậy nè. Mà biết không, về xong quá ăn không được. Thì ăn không nổi. Chị nấu rồi đó, chị chịu phép luôn á. Mà không biết. Ngon coi hả Chánh em? Cây mè lâu lâu ăn nó đã mình thấy không? Dạ. Không, cái thắt lát này nấu với đồ ủ qua cũng ngon nha. Thì cô Đầm nấu với thắt lát này thì nấm rơm đúng nữa. Tuyệt vời luôn đó. Nấm rơm bỏ vô chị Năm. Hoặc là nấm nấm ở đây mình có nấm rơm. Không, không hay nấm dài dài cũng được. Cho vô xong rồi chị Năm. Thắng ngọt mà nó ngọt thanh mà nó thơm mùi riêu cua em ấy. Ngon ha. Ngon. Đám cưới người ta vẫn đã. Phải ăn, em ăn trong đám cưới xong em kiếm về em nấu á. Vậy hả? Dạ. Mà không có ăn bằng ủ qua trái mà em ăn bằng đọt ủ qua. Em chơi sang đọt ủ qua. Để đi chừng nào mà có cua nói đem qua được cái để chị Năm trồng trồng ủ qua hay hay đọt hay lá ủ qua mà còn bà chị trồng có được ủ qua nhỏ ủ qua rừng á có ở Ấn Độ có đó. Nữa ủ Ấn Độ ủ Ấn Độ hoặc mà đọt ủ qua như mùa hè mình ra Fresh Farm nó có không Năm có đúng rồi đó các bạn có nhiều lắm mắt đọt ủ qua mà ủ qua rừng á Việt Nam mình ăn ủ qua rừng tiếp tục bây giờ cứ tiếp tục với ăn qua trời luôn nè đó. Nghĩa giờ này anh thấy anh Thiên tốt chứ. Ráng đi, ráng ăn cho nó lên về phao cho nó mập mạp ra cho nó hồng hào. Sợ béo phì. Thứ 8 sợ béo phì các bạn. Anh đang chồng chị Năm đó đó. Sợ béo phì cái chết. Chị Năm á là chỉ bị đau chân nha mọi người, nên chị hay uống thuốc nhức chân á, rồi nó làm cho chị giữ nước dữ lắm, chứ thực tế là ăn cũng không bao nhiêu. Nhưng mà thật sự chắc á thấy chị Năm về đó chứ còn đối với người Mỹ chị Năm là nhỏ xíu à. Chị Năm là miếng nhon rồi. Với lại xương bà sạch to đó các bạn. Là người Mỹ mà. Cho nên cả nhà không cả. Cũng khoai thôi. Xương rồi gì nó cũng to cũng bự hết. Cái Nam bằng chưa được nửa của Mỹ mà. Mỹ nhiều người bự lắm các bạn ơi. Bạn thấy là sáng sáng luôn á. Mỹ với mẻ ui đùa. Thôi. Cái Năm là cỡ mà 22-23 tuổi của Mỹ thôi. Con gái mới lớn. Cỡ đó. Nó làm tôi phải lỗ mũi. Mà công nhận sao ăn cái gì mà to kia trên này mày. Không cái như thối ăn của người ta từ xưa. Chi bơ đậu rồi đủ thứ trên. Mê đây. Cô anh biết tại sao mà ăn đậu nhiều quá, ăn chắc bột nhiều quá đó. Dành cổ triền. Bởi vì là bỏ giá đẹp nhất á. Con có công nhận là người người Mỹ hay là người Mexico hay là người Miễn hồi nhỏ là đẹp dễ sợ đẹp không? Đúng rồi. Đẹp dễ đẹp. Đẹp trời ơi đẹp mà người nhất là 16, 17, 18 á. Ồ đẹp ơi đẹp là đẹp. Lẫy á. Nhưng mà hả vừa vô kho lịch rồi xong xuống rồi cái là bắt đầu là nó sổ. Chứ trở lại là chị nhìn không ra luôn. Đúng rồi. Chị nhìn không ra luôn. Nhiều à. Thứ nhất á, đừng bao giờ hỏi tuổi tác nè. Thứ hai là đừng bao giờ hỏi công ăn việc làm của họ nè. Đúng rồi. Thứ ba á, lỡ mà có đi á, hai mẹ con đi hả không? Hay là bồ bịch đi, mình cũng đừng có hỏi người ta đây là boyfriend, girlfriend, đây là cái gì, đừng có hỏi trong từ trường hợp. Mà thật quen thân quá đầu tự người ta, người ta nói là mình nhớ. Mình hỏi ra mình nhớ. Mình hỏi ra lỡ mình sai lầm. Hả? Thế vậy đó. Lỡ đó. Tự nhiên thấy ông đó đi với cái bà đó, cái tưởng hai mẹ con. Thế yeah. Đây. Con kêu là biết đưa cái gì, con nói đưa cái này cho mẹ ông nè. Cái ông hỏi mẹ tao đâu. Cứ nói đó mẹ ông kìa. Cái ông kêu ông nói không vợ tao á, con quê quá con đưa xong rồi con xin lỗi con đi luôn. Con trốn. Trốn luôn. Đừng bao giờ hỏi, tất nhiên mình cũng phải có bị như vậy nhưng mà làm sao đừng có hỏi người ta vậy. Mình cứ ý là mình nghĩ là mẹ ổng nhìn cũng giống nhau. Xong hóa là vợ ổng thôi. Chốn không biết bỏ cái mặt ở đâu thì đó bác cũng làm một lần đó rồi tới bây giờ là không bao giờ nha bác rồi hai người đi với nhau thấy không là hai mẹ con mà mình tưởng là bạn của hai người bạn hả người mẹ nghe thì mừng mà người con nghe buồn hiểu không hai mẹ con đúng rồi mẹ thì mừng đến tao trẻ con thì buồn nhiều đến tao trẻ vậy đó vậy không khó khăn vậy đó Mỹ là vậy mà Việt Nam mình thì quen rồi đúng rồi Nam mình được gặp nhau là ok anh làm nghề gì anh làm đường tháng nhiêu đúng rồi ở giờ công nhân giờ con gì chưa mấy đứa rồi mấy đứa rồi nhiêu tuổi nhiêu tuổi không
rồi nhiều lúc mình cũng phải thông cảm cho người Việt Nam tại vì đoàn kết rồi nó kiểu giống như vậy đó, cái phong tục nó không có suy nghĩ gì, anh Năm hiểu không? Mỗi câu trời gia xã giao với nhau rồi bác ở nhà có khỏe không, rồi ba mẹ anh ở nhà như thế nào, hỏi chọc vòng vòng hết cả mọ luôn. Nhưng mà sao cũng nghĩ thì mỗi cái phong tục tập quán đều có một cái hay riêng, chứ không có được, mình không có thể nào mình so sánh được, tại vì đôi khi người Mỹ thì người ta giữ kẻ dữ quá, cái đó con mình kết thân lắm, còn người Việt Nam mình thì đôi lúc mình nghĩ là bà con hàng xóm xóm riêng anh em bạn bè quen nó hơi là nó hơi gọi là nó hơi tế nhị chút xíu nhưng mà là dễ kết thân. Nhưng mà hỏi câu hỏi mình hỏi như vậy xong rồi có nhiều người ta mở ra lòng ra thì cũng dễ kết thân bao năm ha. À, nó cũng chưa chắc không à, nó cũng chưa chắc dở cái thân hay là cái gì hết à, bởi vì như con thấy đó nhiều anh hàng xóm với nhau thấy sáng vậy nên mấy anh cứ là cái hàng rào mấy anh này xích lên xíu là bị chán, khi xích lên xíu là bị chán. Ừ đúng rồi à, cái này để qua bị cái xe con đậu mà cái bánh nó lò qua nhà anh là cũng không được, hiểu không? Cho nên cổ rồi cái nhà con cũng đậu xe trước nhà anh là cũng là không được rồi, đúng chưa? Đất của nhà của tôi sơn đậu, nhưng mà với người Mỹ người ta những cái đó là coi như là cái này là của public rồi, ngoài đường là thuộc về public của nhà nước chính phủ rồi. Rồi cho nên anh cái đậu trước nhà tôi không dám làm được gì tôi đi chơi, hiểu đúng không? Đúng rồi. Đó là cái luật đậu, ai cứ đậu xung quanh đó là trở thành quy luật. À, còn mình cái đất cái chính phủ, con đường của chính phủ đâu phải đường của mình, đúng rồi. Người ta đậu xe của đường chính phủ mình ra mình đập xe người ta nè. Ở Mỹ á, khi á mà cảnh sát á người ta quay đèn mình rồi á, mình đừng có bao giờ mình mở cửa mình xuống xe hết. Nè, mình ngồi lì ở trong xe á, mà ngồi lì trong xe á thì tụi em hai tay á phải giữ trên cái tay lái này nè, giữ lên cái bô lăng tay lái vậy nè, để cho người cảnh sát người ta thấy mình là cái quy luật ở đây là cảnh sát thổi em lại thì anh phải ngồi im và đồng thời đưa hai cái tay giữ lên cái bô lăng nè, để cảnh sát họ thấy mình là hai cái tay mình đang vịn đây an toàn. Thì người cảnh sát sắp tới, cảnh sát lúc nào vậy đó, tới là tay lúc nào cũng vịn cái súng nè, tay vịn cái súng nè, để có gì lỡ người ta bóc súng thì cảnh sát bóc lẹ hơn. Rồi bắt đầu xong xuôi, bắt đầu cái nhiệm vụ đầu tiên cảnh sát nói cũng nói cho mình nghe đó là cho cái kiến xe xuống để dễ nói chuyện. Thì cảnh sát ra lệnh đó thì mình ok, mình lấy mình gắn giữ một tay mình bấm cái kiến xe xuống, đưa cái tay lại, rồi cảnh sát mới hỏi mình nè. Mình có quyền chống đối là cảnh sát bằng ngôn ngữ tôi bị cái lỗi gì, tôi bị cái lỗi gì. Thì người cảnh sát nó nói cho mình nghe là mình bị một cái lỗi ví dụ như là vượt đèn xanh đèn đỏ hay là chạy quá nhanh hơn cái mức độ quy định, hay nữa là mình chạy lạng lách nghe không? Nó nhiều cái vi phạm của mình trong đó. Cho nên cảnh sát họ có thâu hết trơn rồi, thâu băng hết trơn rồi. Trước khi người ta chặn mình lại thì người ta lấy bằng chứng hết rồi, cho mình khỏi cần hỏi cái đó đi. Thì cái nhiệm vụ của người cảnh sát á, người ta tới đó người ta hỏi mình á, cái đầu tiên người ta hỏi nè, bằng lái, giấy tờ xe, bảo hiểm, ba cái phải đầy đủ nghe. Anh không có bằng lái, đây mà anh quay mang theo bằng lái đó là anh phạm một lực. Xe mà anh chạy không có bảo hiểm là lực thứ hai. Ba nữa là xe của anh mượn, anh không có bảo hiểm nữa. Rồi á, khi á, mình đưa cho tất cả, nếu mình có tất cả giấy tờ đầy đủ thủ tục của mình á, đầy đủ á, mình đưa cho cảnh sát rồi đó, thì người viên cảnh sát này đó nhận cái hồ sơ của mình đi ngược với cái xe của họ. Người ta cảnh sát với nó anh ngồi im đây không được đi ra khỏi xe, mình tuân thủ ok yes sir, là mình ngồi im đó, người ta đi quay về cái xe người ta đó. Thì ở đây đó là cái xe của cảnh sát họ trang bị đầy đủ đó. Họ trang bị giống như là một cái đồn cảnh sát ở trong đó. Trong xe người ta có dữ kiện của mình, information của mình tất cả đầy đủ hết. Vô là cái bằng lái của mình, đầu tiên cái bằng lái của mình người ta cà sơ một cái nó hiện thị lên một cái màn hình lớn. Là coi mình có lỗi cái gì, cái gì không? Không phải lỗi. Thứ nhất là coi mình á, cái background của mình á, ngày xưa mình có bao nhiêu, mình trốn cái tích kịch nào chưa? Mình có bị phạm tội phạm lỗi nào chưa? Nghe chưa? Nếu mà khi mà người cảnh sát người ta nhìn lên, người ta hiện lên là thấy mình là một người đang bị truy nã nè, hay là mình bị những cái tích kịch mà mình chưa bao giờ trả cho chính phủ nè, hay là mình trốn cái này trốn cái nọ nè, đó đò không làm việc ngồi ly trong xe đó, đò họ gọi bắt cấp, nó gọi là họ gọi cảnh sát đông tới, đông tới nữa để coi như là làm việc với người này. Mà em chỉ cần lỗi một cái lỗi nhỏ thôi nghe, cái lỗi nhỏ có nghĩa là em bị một cái tích kịch, đúng chưa? Cái tích kịch có nhiêu 100 đồng bạc em không trả nó, không trả làm gì tao. Cảnh sát người ta không đòi mình đâu, họ gửi cho mình một lá thư nữa, không thèm luôn. Mà khi họ bị người ta bắt ở ngoài đường á, hay là đổi là cái bằng lái đó, lúc đó người ta mới bắt em đó, hay là hoặc giả đi về Việt Nam.
em Việt Nam anh vừa qua tới lại sân bay hải quan anh bị còng ngay hải quan. À cái họ làm việc logic lắm, em mà bị phạm tùy cái lỗi nhỏ nó không tìm đâu, nó nằm hết cho trong computer thôi. Em bị lỗi cái ban này nó qua ban kia em không trả đó. Em không trốn thoát được. Cho nên giấy tờ ra thì nó bắt trả hết, nó bắt trả hết luôn mới làm được. Nhưng mà người Mỹ họ được con cái họ có hành động mình, họ bắt mình mình phạm pháp thì họ bắt. Ví dụ em về Việt Nam qua em bị một hai cái tích kịch em chưa trả, ra tòa cũng chưa đi ra tòa, em đi về Việt Nam chơi, em tới đó em sẽ bị bắt liền. Bắt đầu em tốn nhiều khoản tiền. Khoản tiền là thứ nhất là người hải quan nó bắt em, cảnh sát bắt em về đầu rồi đó. Là em một tốn cái khoản tiền đầu tiên là bêu ra. Bỏ ra bao nhiêu ngàn đô để bêu mình ra mình được tự do. Rồi chờ cái ngày ra tòa để ông tòa định tội. Hiểu anh nói không? Ông tòa định tội. Mà khi tùy theo cái tội lớn nhỏ để ông tòa định tội. Nói vậy. Chuyện này, câu chuyện này là câu chuyện 100%. Hôm nay có thằng Chánh cũng ngồi đây. Lúc đó Chánh với Ngọc của mình hai đứa nó lớn được rồi. 20 hết trơn, 21 rồi phải không hả? Lúc đó con nhiêu? Dạ, con 20. 20 phải không? Anh chở hai đứa ngồi sau đó, con với Trang. Con với Trang là con với Ngọc? Con với Trang. Con với Trang, hai đứa ngồi sau đó. Anh với chị Năm đi ngồi trước. Cái thì viên cảnh sát lại chạy xe song song với anh. Thì anh đưa tay anh chào. Thì thay là chào lại. Cảnh sát cũng chào lại, cũng chào cảnh sát. Cứ bắt đầu em chạy khúc, thầy chạy theo, thầy quay đèn. Eo quay đèn. Ủa sao kỳ vậy? Lẽ cái lỗi mình bị cái lỗi chào. Anh Tâm cứ nghĩ vậy thôi. Không lẽ mình chào cảnh sát mình cũng bị hay sao vậy? Mình vừa bốc ăn trong bụng nữa. Cái viên cảnh sát này mới xuống cái mặt cũng hung trận lắm. Xuống cái bắt đầu hỏi giấy tờ anh bằng lái anh thì anh lúc nào cũng là đầy đủ hết, không bao giờ anh thiếu một cái gì. Tay này hỏi cái gì là anh đưa giấy tờ đó ra đầy đủ rồi. Cái bắt đầu thì anh mới hỏi ngược lại nữa. Anh nói hôm nay tôi bị cái lỗi gì, thấy không? Yêu cầu là trời biết là cái lỗi gì, hỏi biết cái lỗi gì. Hai người ngồi đằng sau không chịu thắt địch dây an toàn. Cái đó tùy theo cái lực của tiểu bang. Nhưng mà ở Chicago á là em nhỏ dưới 18 tuổi á khỏi cần xích beo, dưới 18 tuổi mới được xích beo, đó là cái luật các bạn. Đó là cái luật rồi. Không kể cái em bé mà còn ngồi trong xe bé bị xích nghe, mình có gì mình không nói đi. Bây giờ nói chuyện hai đứa cháu này giết cho anh một cái tiết kiệm, lấy cái bằng lái anh luôn. Mà anh nói hồi đó nó trên 19, 18 trên rồi. Rồi bắt đầu anh mới cự cãi lại. Anh nói là hai người cháu ngồi đằng sau bây giờ là người nào cũng 20 tuổi rồi, hết trơn rồi. Bây giờ không có muốn cầm xem giấy tờ của hai người này, không cần xem. Không coi đâu. Lấy cái bằng lái của anh. Lấy bằng lái của người lái xe thôi. Hẹn nhau ra tòa gặp. Hiểu không? Hẹn nhau ra tòa rồi, anh đồng ý, anh ký giấy. Ra tòa. Ra tòa anh cũng ra đúng giờ. Ra tòa là 2 tuần sau mới ra, chứ không phải ra liền đâu. Anh ra anh ngồi anh chờ tòa ra đúng giờ lắm. Mà ông tòa mỗi lần ở đây ông xét xử không phải ông xét mình đâu. Xét lần cả trăm đứa. Vô cái phòng vậy đó. Ông quan tòa ngồi. Có một luật sư. Một luật sư cho tòa, một luật sư cho mình. Luật sư giúp mình. Có thể mình cần cái gì mình nói giúp mình. Rồi á, cảnh sát có ngày đó cũng phải ra tòa nha. Cái bắt đầu ông ngồi anh chờ thì ông tòa cũng đang giải quyết vụ việc này, vụ việc kia, kêu từng tên vậy đó. Mà giải quyết rất là nhanh gọn nha. Chứ không có màu mè, không có cự cãi theo luật pháp. Cái bắt đầu tới anh kêu cái tên của anh lên. Anh vừa lên cái kêu viên cảnh sát lên luôn, tòa kêu cảnh sát lên luôn. Cảnh sát lên đứng kê anh, đứng kê bên. Cái bắt đầu cái ông tòa hỏi hôm nay anh tội gì, anh biết anh tội gì không? Cái mình nói dạ thưa quan tòa biết. Nói tội gì? Ông tòa ông hỏi cho mình để mình kể có đúng không? Nói cái tội của tôi là chở hai đứa trên 20 tuổi, hai người cháu trên 20 tuổi không sắt dây an toàn. Đó là tôi bị phạm luật. Cái ông tòa hỏi ngược lại cảnh sát, đúng không? Cảnh sát cãi lại cái đó nó không đúng, hai người này chưa tới quá 20 tuổi. Thấy không? Cái bắt đầu cái cảnh ông tòa, quan tòa hỏi á là mày có cái gì để bằng chứng hai người này tuổi đâu đi, lấy ID anh chụp hình này, ID chỗ này hết trơn rồi. Đem theo đầy đủ hết trơn rồi. Luật sư là cũng tham khảo cho mình. Luật sư phi mà. Nó ra tòa cứ lấy đem mấy cái ID ra là ông tòa ông ấy. Cứ xong xuôi bắt đầu cái dưới khán phòng người ta cười ầm lên. Là cái tội của anh là cái tội nhỏ nhất ở trong cái khán phòng đó. Tội nó không có để đổi phạt, không để mà mất một ngày. Cảnh sát quá kỳ cục đi. Cái bắt đầu xong xuôi ông tòa mới trả là qua bên kia. Trả lại bằng lái và đồng thời ký tên nhận lại bằng lái và đồng thời không phạt. Đúng rồi. Không phạt tiền. Là ông tòa mới chỉnh lộng cảnh sát này là lần sau muốn bắt cười á. Là phải coi kỹ
giấy tờ của hai người ngồi đằng sau cái đã, coi cái ID cho kỹ trước khi mà khi người ta cái tích trịch, thấy không? Ờ, trong căn phòng người ta cười xì xầm xầm, trời ơi cái tội này mà tự nhiên bắt người ta đi ra tòa, mỗi lần đi ra tòa mất một ngày làm luôn. Nói vậy, wow, đã quá đã luôn các bạn ơi. Hôm nay anh em ăn uống rồi tâm sự sao sao bất tiệt các bạn. Ăn à, thôi đổ luôn à. Quá đổ mồ hôi luôn, cũng cảm ơn chú Tám, chú Tám mấy ngày nay qua ăn uống với anh chị liên tục. Em phải cảm ơn chị Năm chứ tự nhiên sao đi cảm ơn em. Có em muốn tôi dành thời gian của anh vậy là vui rồi. Không có sao đâu, quá phụ. Thôi các bạn ơi, cái video của gia đình Bình Huỳnh đến đây cũng xin tạm ngưng rồi. Xin chúc toàn thể đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới hạnh phúc các bạn, ngày mới vui vẻ và bình an nha. Thôi xin chào tạm biệt cả nhà. Xin chào hết tạm biệt. Rồi, xin Đăng Ly. Tạm biệt. Bye bye các bạn.